trong cơn say tình. Hạnh phúc khi đi cùng em, hạnh phúc khi em kề bên. Vì biết khi anh được em là biết bao nhiêu người ghen và ghét khi anh gần em. Em dịu dàng trong nắng mai lung linh đã khiến bao anh phải ngẩn ngơ si tình. Thật may mắn, thật hạnh phúc khi anh có em. Muốn bên em trọn muôn đời, muốn bên em chẳng xa rời. Dù cho bao dòng ta luôn có nhau mai không đổi rời. Hãy tin anh chỉ một lần, hỡi cô em tựa thiên thần. Ngày chi hỡi em vô tư đến đây đắn đo mà chi. Lúc em vui thì anh cười, lúc em khóc thì anh buồn. Đừng xa cách anh hãy luôn nhớ anh luôn yêu em hoài. Mình sẽ bay cao tận chân trời, ngắm sao rơi thật tuyệt vời. Chỉ riêng hai ta mà thôi. Yeah. Why now? Ngày anh muốn đi bên em vào đông anh đang say, nụ cười ai đó như thiên thần. Muốn được bên em chỉ một lần, ta sẽ bên nhau và mình không xa. Dẫu có phong ba chỉ còn hai chúng ta, bay đến cùng nhau phương trời xa. Chợt thấy em yêu nhìn anh, làm trái tim anh mộng manh. Buồn vỡ khi em cười tươi, người đã khiến cho lòng anh chìm đắm trong cơn say tình. Hạnh phúc khi đi cùng em, hạnh phúc khi em kề bên. Vì biết khi anh được em là biết bao nhiêu người ghen và ghét khi anh gần em. Em dịu dàng trong nắng mai lung linh đã khiến bao anh phải ngẩn ngơ si tình. Thật may mắn, thật hạnh phúc khi anh có em. Muốn bên em trọn muôn đời, muốn bên em chẳng xa rời. Dù cho bao dòng ta luôn có nhau mai không đổi rời. Hãy tin anh chỉ một lần, hãy cố em tựa thiên thần. Ngày chi hỡi em vô tư đến đây đắn đo mà chi. Lúc em vui thì anh cười, lúc em khóc thì anh buồn. Đừng xa cách anh hãy luôn nhớ anh luôn yêu em hoài. Mình sẽ bay cao tận chân trời, ngắm sao rơi thật tuyệt vời. Chỉ riêng hai ta mà thôi, yeah. Let's stop and grab on right now. Here we go. Muốn bên em trọn muôn đời, muốn bên em chẳng xa rời. Dù cho bao dòng ta luôn có nhau mai không đổi rời. Và hãy tin anh chỉ một lần, hỡi cô em tựa thiên thần. Ngày chi hỡi em vô tư đến đây đắn đo mà chi. Lúc em vui thì anh cười, lúc em khóc thì anh buồn. Đừng xa cách anh hãy luôn nhớ anh luôn yêu em hoài. Mình sẽ bay cao tận chân trời, ngắm sao rơi thật tuyệt vời. Chỉ riêng hai ta mà thôi. Em xin cho nó mấy cái ngày, anh muốn đi bên em vào đông anh đang say. Nụ cười ai đó như thiên thần, muốn được bên em chỉ một lần. Ta sẽ bên nhau và mình không xa. Dẫu có phong ba chỉ còn hai chúng ta, bay đến cùng nhau phương trời xa. Aha. Cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. Người hai con giáp em đây cầm tình quý mùi, nhìn tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượng số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mối mai đưa đường. Thế nào anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay chẳng ai xa lạ.
chàng ấy là ai? Là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tiền duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên danh nhau. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, nhìn tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vượt số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, bao lớn sang hẹn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ chàng ấy. Là ai? Chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tiền duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Dẫu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Từ chốn đô thành anh xuôi về xóm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Mênh mang trên chuyến xe đò, đi qua bao phà bắc qua ruộng đồng bao la. Anh xuống xe đò xuôi ghé về xóm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Ngân nga nghe tiếng ai hò, lần lần xáo xuyến tình quê đậm đà. Nào cùng theo tôi về quê lấy vợ miệt vườn. Cô cậu chú bác nhà nào cũng vui. Em gái miền Tây hiền lành, thật thà chất phác. Chung tình đợi anh biết bao nắng mưa dài dầm. Về lại miệt vườn nghe bao câu hò đây đó, tình quê sao mà đậm đà. Họ ơi, thương em gái miền Tây, má đỏ hay hay thương em đợi ba mưa nắng. Chứ chung tình anh dèn tròn tình chung, thương em rồi anh hẹn mùa qua cưới. Duyên cao trầu chúng mình thành đôi, mặn nồng hai chữ sắn son vì em là con gái. Miền quê thiệt tha, bằng lòng đi em lên làm dâu nơi chốn đô thành. Thuyền qua đưa đón bên trăm năm trọn đời bên nhau. Em sẽ làm dâu nhà anh sẽ là chàng rể miệt vườn. Em sẽ làm dâu nhà anh sẽ là chàng rể miệt vườn.
từ chốn đô thành anh xuôi về sớm nhỏ, em vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Mến mang trên chuyến xe đò đi qua bao phà bắc qua ruộng đồng bao la. Anh xuống xe đò xuôi ghé về sớm nhỏ, tìm vợ miệt vườn nơi sông nước miền Tây. Ngân nga nghe tiếng ai hò, lần lần xáo xuyến tình quê đậm đà. Nào cùng theo tôi về quê lấy vợ miệt vườn, cô cậu chú bác nhà 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 nào cũng vui. Em gái miền Tây hiền lành thật thà chất phác, chung tình đợi anh biết bao nắng mưa dài dầm. Về lại miệt vườn nghe bao câu hò đây đó, tình quê sao mà đậm đà. Họ ơi thương em gái miền Tây, má đỏ hay hay thương em đợi bao mưa nắng, chứ chung tình anh vẹn trọn tình chúng. Thương em rồi anh hẹn mùa qua cưới, duyên cao trầu chúng mình thành đôi. Mặn nồng hai chữ sắc son vì em là con gái miền quê thiệt tha. Bằng lòng đi em lên làm giàu nơi chốn đô thành, thuyền qua đưa đón bên trăm năm trọn đời bên nhau. Em sẽ làm dâu nhà anh sẽ là chàng rể miệt vườn. Em sẽ làm dâu nhà anh sẽ là chàng rể miệt vườn. Đã thương nhau xin thề câu hẹn ước, đời có bể dâu hay vật đổi sao dời. Thương nhau chính đợi mười chờ, để anh sang khẽ nhờ người mối may. Tơ hồng kết tóc nên đôi, bền duyên son sắt thủy chung một lòng. Trăng nghiêng bên lẽn bên em,
giàn đầy hoa thiên lý em đêm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu sang thấy bát ngát phong tây. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo ba ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội đô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trâu cay và hỏi buông cau, con chim manh manh hót câu tình tứ một vầng trăng. Tôi là cái muốn là được những câu phép của họ, nhà gái cũng như là cái gia đình này, chúng tôi cũng có đôi lần như thế này. Kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, và cầu đại quý đức lượng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 7 riêng anh ngọ, là ngày hoàng đạo, tức nghĩa là ngày làm thắng tốt nên được sự bảo mật và thống nhất của hai quốc gia. Hôm nay định lễ đính hôn cho tổng tiên và đức em. Sự sự hiện diện của quý ông bà cô bác và toàn thể nước học của hai họ là nguồn vinh dự vô cùng lớn lao đối với gia đình. Thay lời cho gia đình lời nói đầu tiên, chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin gửi đến toàn thể quý ông bà cô bác và toàn thể quý quan khách lời chào mừng kính cẩn cũng như là sự biết ơn sâu đậm nhất. Kính thưa toàn thể được quý vị, thì trong các nghi lễ nào cũng có cái sự trang nghiêm và thống nhất. Vì vậy mà tôi, ba Đỗ cùng với anh Tư của đại diện của họ nhà trai hướng dẫn cho cháu Cẩm Tiên và đứa em trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì theo cái phong tục tập quán cũng như là cái tín ngưỡng về tôn giáo, thì qua cái nghi lễ nếu có điều gì sai sót thì mình muốn mong quý vị nhận tình tha thứ và hữu kính cho hai vị đại diện của chúng tôi. Thay lời chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và đầu phút thiêng liêng đã bắt đầu, thì xin chân trọng kính mời ông đại diện họ nhà trai chúng ta tiến hành nghi lễ. Chân trọng kính mời ông. Kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, trước khi trình bày nếu có điều gì sai sót thì xin quý ông quý bà và những thành bảo vai. Kính thưa hội đồng, kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, hôm nay họ nhà trai lễ đến trình lễ vật và phẩm vật và tiền thân dụng. Trong cái phần lễ thì có 6 món quà, 1 món đèn, 1 món lập, 1 món rượu, 1 món trà, 1 món bánh, 1 món trái cây. Xin quý ông nhận lễ. Đại diện cho họ nhà gái chúng tôi tiếp nhận phần bánh lễ của họ nhà trai, thì chúng tôi xin lập lại hôm nay họ nhà trai mang đến đây tất cả là 6 món phẩm vật, trong đó có 2 món đại lễ. Một là mâm cầu cao và hai là đôi đèn, còn lại là bốn mâm phẩm vật để mua túi mâm bài trong giờ đại kiếp. Tại vì lấy để còn bước rồi qua sang bên đây luôn. Dỡ mấy mâm anh này luôn đi anh. Dỡ để tôi giò đi. Bắt đầu ra lấy cái bỏ luôn cho con nắp quả. Dỡ mấy mâm anh này luôn đi anh. Rồi dỡ mâm ra luôn.
Phía trước con cá hai cá như phía bên trong cá dưới bắt đầu
tục tháng thứ hai. Rồi các bạn một con tay vào phía bên trong. Giờ là vậy hai con đứng hai bên nặng mặt cho cháu bên này. Tới đến là phần để lại con tháp thêm một tháp. Lại một cái nước bắt đầu luôn. Con tháp thêm một tháp. Lại thứ hai. Tháp thêm một tháp. Lại thứ ba. Tháp thêm một tháp. Lại thứ tư. Đủ bốn lại con vòng hai bắp để hai tháng. Thánh nhất bắt đầu tiếp tục thánh hạ lễ đã thành con trai đầu tiên. Xin mời ông cho cháu tiếp tục cái nghi lễ. Ông thẳng cho tôi vì cái phong tục tập quán đấy thì là cái người đã chứng nhận tôn giáo mỗi cái người nó có khác nhau rồi vậy. Cái này không phải là cái gì nhưng mà tự nhờ tự giả của họ nhà ta chúng tôi sẽ hướng dẫn luôn cho là cháu thành người con trẻ như thế này với ông cũng mà tha thứ cho tôi và con cả tôi lễ đó là có cả con cái đó là thành lại họ mời chú buổi lễ của con tôi được tiếp tục đứng em con đứng dậy kiếm cửa thành lễ đi con. Cái nhìn qua với quý ông cũng như là quý mật của hai họ cái đến là bằng cháu lễ làm lễ lại họ thì quý ông cũng chấp nhận cho cháu làm lễ lại họ. Quý ông nhận lễ ở đây thẳng quý bà là cho cháu làm lễ lại họ luôn ha. Con người vốn sinh ra là nhờ ơn cha mẹ, nếu ơn cha mẹ thì chúng ta phải biết ơn tổ tiên ta vậy. Vậy tổ tiên ta là ai? Tổ tiên ta là những bậc tiền bối đã sáng lập lòng hai sinh ra là mộ chúng ta. Vì thế con buổi lại họ này cho cháu nó làm lễ lại họ có nghi thức tầm hai lại hướng thẳng về phía trước cháu chung với ông rồi với bà con nghĩa là cho lễ lại họ nước em con hướng thẳng về phía hai lễ con còn tay cá hai cá đúng đó cá hai cá cá thứ nhất bắt đầu tiếp tục cá thứ hai kế đến là mình để lại con cá một cá rồi lại thứ nhất bắt đầu tiếp tục lại thứ hai. Rồi hai lễ lại là cũ một hai đất hai sáng hai sáng lễ hai tiếp tục thứ hai ai trong các phần lại họ thì coi như lại không thì cái đến là các phần ngày cáo lễ làm rồi cái lễ thiện kiến ra mắt với ông với bà còn hiện tiền thì ở đây nhận thấy có ông nội ông ngoại cáo lễ con có cũng tiếp tục rồi giờ con lên trong khuôn rượu hai toa nước này nước em. Con hướng thẳng về phía hai còn ba đó để hai cá đi con tiếp tục cái thứ hai rồi các phần là con mời con mời con lời chuyện kiến cho cháu với ông với bà cho còn hiện tiền ở đây thì ở đây nhận thấy có bà cốc rồi bà nội rồi bà ngoại cũng có quý bà ở đây rồi hai cho đó bà út thì đại diện ở đây thấy có hai bà cốc ha thì nhận trước hai chung rượu đi rồi bà ngoại tí xíu bà cháu uống được nhiều cho cháu dễ làm lễ bà cũng uống cái bà dạ bà cũng ly cho con giật tinh thần cũng ly nhìn lại con luôn nhìn ở đây nè ra xin mẹ đi rồi đưa ra con nói tiếp tục ở đây cũng có bà ngoại bà ngoại dạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong cái lễ này bây giờ bà cốc nè, hai bà cốc cho cháu cá đi ha, hai cá đi. Thôi đứng em ơi, con muốn thẳng gì cho cháu, người ta cứ lễ hai cá đi con. Tiếp tục thánh hai. Con nhỏ thấy con mặt đó. Chúng phụ lễ cốt ta đâu, con ngủ tiếp tục. Các bạn gia cấp quý ông là quý bà đã thông này, cái đến là chúng con cũng xin trân trọng chúng mời gia cấp bác chú cậu dượng, ai là bác chú cậu dượng của cháu tổng tiên trong gia đình, xin vui lòng đứng đây chung dụng để rồi mình cho cháu mình xong buổi lễ đến hôm nay hai con quân hai chung dụng còn đứng đây chung dụng hai chung dụng hai chung dụng hai chung dụng hai chung mình đại diện quá, mình đại diện gia cấp bác chú cậu dượng hai ông đó nghe tôi đi hai ông đi ngủ con đi chú. Dạ cũng đi cho con chụp tấm hình luôn. Thì ông bà thì cũng kéo về cháu cũng để cháu bác chú cậu dượng này cũng không ảnh em ở đây này cũng đi thông qua cái bằng bác chú cô mình nói thì mình cũng cảm thấy là nha. Rồi đứa em ơi, con hướng hẳn về phía ca rồi. Kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, phần nghi lễ đã xong thì là đến cái phần nữ trang. Trong đó hai cây vàng 19 tỷ 24 và 1 tỷ 18 là cặp mại và tiền thông dụng thì 20 triệu tiền ngân hàng nước Việt Nam. Phần vàng thì một cây bông, một sợi dây, một cây tiền, một tấm mắt và một cây tiết dầu. Đang chờ, bà Xu nhìn máy luôn, cười tươi. Cười đây. Ơi, một, hai. Rồi, nhận đi chị. Sắp xếp đi. Đêm đầu tiên với nhau, em đâu biết nói lời yêu. Bỡ ngỡ bên anh tịnh một đêm giã rời. Gió đông lạnh căm, người sưởi ấm trái tim em. Em hạnh phúc gọi, tình nhân hỡi xin giữ hôn em. Sao người yêu dối em, anh mơ bóng dáng của ai. Tiễn bước anh đi, một mình em giấu lệ. Sẽ không còn ai sưởi ấm trái tim em. Em thảm thốn gọi, người tình ơi sao anh nỡ ra đi. Số kiếp đã dẫn lối cho đôi ta, tình mình ngày qua đắm đuối không phôi pha. Giấc mộng tan, em nghe tim nhịp bơ vơ. Một mình em đường dài em bước. Nước mắt dẫu có hết cũng thế thôi. Đoạn đường mình đi giờ vắng bóng người. Tình vụt bay khi tim đang đông đầy. Anh yêu hỡi xin hãy quay về.
Ôi người yêu trai ngang, anh nghe rõ tiếng lòng anh. Vẫn mãi yêu em dù bình yên với người. Gió đông lại về làm buốt trái tim anh. Thì cái công ơn chân thành những việc không biết lấy khi mà đáp cho tôi chính hẳn
vì thế con có đủ để đến hôm hôm nay thì cũng là ngày vui chung của hai gia đình, lại những hai đứa con có hai con người để dâng lên cho hai cha hai mẹ hai bên để gọi là bỏ phiếu công nhân một vậy. Vậy tân tổng kính mời cháu với em con biết lên đây đi. Thôi ghế phụ em bước ra ngoài đi để chú ghế với cô dâu làm. Cô dâu để cái bông minh bàn cho em. Để trước đây nè. Rồi em góp hai chung rượu đi. Hai chung là một tấm chung về vợ rồi. Chú ơi bên này chú giữ tôi ghế rồi con hai tay đi em ơi, đưa cho cô dâu một chung. Rồi hai đứa đứng ngang nhau ha, cô dâu bưng đi rượu. Bước sát tới bàn hai đứa ơi, bước sát tới. Hai đứa cứ đứng thẳng người bình thường nha. Cô dâu mời cha chồng, chú rể mời cha vợ. Rồi. Dạ đưa tay nhận ly rượu giùm con đi. Nhìn lên này cô dâu ơi, chú rể nhìn lên, chú rể. Đúng rồi, hai đứa khoanh tay lại. Rồi rút tay là hai đứa khoanh tay lại nhìn lên. Hai ông xui cũng ly. Cô dâu ơi, chú rể, cô dâu. Cô dâu ơi. Rồi. Rồi hai tay bưng mời mẹ đó. Rồi hai con mời hai mẹ. Đứng thẳng người lên chú ghế, cô dâu đứng thẳng người lên, nhìn lên mái nè em. Rồi phanh tay lên cô dâu chú ghế ơi. Nhìn lên hai đứa ơi, chú ghế ơi. Rồi trong cái nhận thấy hai con gia đã có nhận cái đôi cung rượu của hai cháu vậy, trong cái phần lễ thì giờ con cháu cá mình ngay tại trong cái con mình nhận những gia của mình nè, mình còn cháu cá mình thấy không ha. Rồi hai con đứng thẳng rồi hai con trai bắt cái hai cháu cá đứng thẳng sáng ngày trai hai đứa đứng thẳng ra ngay hai con đứng thẳng cá 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 đứng thẳng rồi em ơi, hai tay nhận quà. Tôi cảm ơn mẹ. Cô bác cầm cho cô dâu nhìn con chụp tấm hình cái ha. Rồi nhìn lên nè em, chú gửi sát cho cô dâu. Rồi không có phần này nè, chúng con luôn á. Rồi nhìn lên nè em ơi. Rồi nhìn máy nhìn anh luôn. Rồi tươi. Nếu mà có phần quà thì cho cháu cũng như cũng như là đứa em con có thể để chúng tôi ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin tân trọng kính mời vô dòng rồi tân đến hai lần đủ uống rồi chung để rồi có phần quà tặng cho cháu để trong cái lần này chúng tôi xin mời chung luôn cho các cao niên bà cô bác anh chị em chú bạn bè tặng quà cho nhau cũng được tặng bè con tặng quà cho gì cảm ơn mà. Quý ông, quý bà, quý cô bác nào có phần quà tặng cho cháu cũng dễ đúng luôn anh nha, chồng nha. Bên họ nhà cao cũng như bên họ nhà gái chúng tôi xin trân trọng kính mời chung luôn. Nếu ai có phần quà tặng cho cháu Cẩm Nhiên cũng như là cháu Đức An thì là vui lòng về cho nắm thân lễ và đúng là chung rượu có phần quà tặng cho cháu mình. Rồi đứng sát luôn không? Đúng rễ, đứng bên người ra em. Rồi nhận quà luôn. Trong ngày vui của hai con, ông hai không biết nói gì không, cũng có phần quà nhỏ nhỏ là tặng hai con mà. Đấy, nhận quà của ông hai luôn cô dâu ơi. Thương ly nhau do đi nhớ hết. Chúc hai con thành công. Rồi trong cái nghi lễ này chúng ta có ý kiến gì không? Đại diện không có hiệu cho cháu cũng như là những trung tâm mà chúng ta tiến hành tôi lấy con cầu thì ở đây thì chúng ta cái ngày thứ hai ba bốn cái con cầu nhưng mà bây giờ thôi cũng ngày là nắng tốt rồi nói với hai người chồng cho cháu rồi để là để con cầu vô con gái giờ cũng ngày là nắng tốt rồi các ông chị con hay là thiếu bên tâm con hướng về là do tiên con một tay.
tiên cô còn ba cá hai cá cá nhím con rồng cá mất thì lên bàn thờ tiếp tục cá thứ hai rồi con cá rồng thứ bên này hướng thẳng vào phía trước cô còn ba cá hai cá cá thứ nhất bắt đầu tiếp tục cá thứ hai con phanh tay cúi đầu thay lời cảm ơn con biết không rồi quý thứ ba con trai con quý thứ ba phanh tay cúi đầu thay lời cảm ơn rồi con cúi chào cái bên trong rồi ta bước con bước ra lên phía trước được không? Thì được sự cho phép của gia đình và cũng nhìn qua với hội đồng lãnh đạo cũng như là quý khách dự hôm nay cũng ngày lành tháng tốt bây giờ ta có đứa em để cô con cầu luôn thì con có để cô con cầu về chúng tôi thôi là cháu đã có tay phải rồi con cô con cầu để lại cho cháu 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 này cháu để vậy là giờ cô con cầu bắt đầu con bước tới con quả luôn luôn nguyên quả đi rồi con hai tay con vươn ra luôn con vươn ra thế nào con vươn ra luôn vươn ra luôn để em ơi cái thời trao đúng rồi đứng cái bàn thờ được nhìn lên con cúi đầu hai lần hai gì hai cá tiếp rồi lần thứ hai rồi thứ hai con cúi ngoài bây giờ chúng ta có cần phải đem ra giữa để chung với các bạn không ạ? Nói hội đồng lương tập từ người đó rồi thôi rồi con cháu nó cũng nguyên mâm đi ha. Người ta để con trời thấy rồi uống. Con cháu nguyên mâm để đây. Đây, để lên đó là xây cho ngoài. Con bước tới con hai cái đại diện đó. Hai cái đại diện đó. Con bước ra con bước ngoài. Rồi con hướng thẳng vào rồi giao tiên vòng tay khá hai khá hai vừa đúng lại khá thứ nhất bắt đầu tiếp tục thứ hai là kính thưa quý vị và các bạn là lễ lên đầu đến đây nói không thì là chúng ta có cái tiệc cưới thì chúng ta sẽ tiệc cưới của những con này chúng ta hôm qua đó bây giờ mấy giờ tới lễ rước dâu rồng này là tháng nào ngày nào tháng nào thì tới lễ rước dâu nghi lễ ngày hôm nay thì có cái phần trình diễn cưới của hội nhà trai thì chúng tôi cũng thông báo cho quý quan khách dự lễ là được rõ là đúng 6 giờ ngày 20 tháng 8 duyên canh tí là hội nhà trai chúng tôi tới lễ để rước dâu. Cũng xin thông báo qua quý tộc hai họ thân thường thì trước khi dứt lời tôi cũng nên xin đại diện cho yêu cầu quý khách nào có đôi lời cảm tưởng để là chúc phúc cho hai cháu thì xin trân trọng kính mời còn nếu còn không thì chúng tôi xin thông qua các phần nghi lễ cảm thấy là không có cái phần đôi lời cảm tưởng cũng như là chúc phúc cho cháu thì chúng tôi xin thông qua thì trước khi bế mạc cái chương trình này là chúng tôi cũng không biết nói gì hơn xin chân thành cảm ơn quý khách cũng như là quý tộc của hai họ đã giúp đỡ cho hai đại diện chúng tôi tiến hành trong cái nghi lễ này rất là tốt đẹp. Trước khi rút lời đại diện cho hai đại diện họ hai họ xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành cũng như là chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Đến đây chúng tôi xin rút lời xin chân thành kính chào đại diện cho nhà gái chúng tôi xin trân trọng kính mời quý khách vòng tay khá hai khá khá thứ nhất bắt đầu tiếp tục tới bên này rồi còn một trăm hai mươi đây là quý ngoài hướng thẳng về phía trước vòng tay khá hai khá được hai lần còn tiếp tục tới bên này rồi con phanh tay cúi đầu hai lời cảm ơn biết không rồi tay bên kia là cảm ơn cảm ơn quý bà rồi như vậy là cái nghi thức chúng tôi cũng là xin kết thúc một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời quý khách hy vọng tăng lên một lần nữa rồi bà là một cái tiên quan tâm của họ nhà đấy còn là chúng tôi xin trân trọng kính mời
đám cưới mình hôm nay em vui nhất. Bao nhiêu ngày mong ước với ngóng trông, bạn bè đông ta làm lễ tình hồng, cùng anh duyên vợ chồng chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em sinh nhật, hai bên họ ba má cũng vui lòng. Vuốt chuồng dâu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Đám cưới mình hôm nay em vui nhất, bao nhiêu ngày mong ước với ngóng trông. Bạn bè đông ta làm lễ tình hồng, cùng anh duyên vợ chồng chúng ta thuộc về nhau. Đám cưới mình đêm nay em sinh nhật, hai bên họ ba má cũng vui lòng. Vuốt chuồng dâu ông già vẫy tay mừng, kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến, rất chân tình ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới, chào bà con chàng rể dáng tươi cười. Tiệc vui biên mấy đàn trống tưng bừng rộn ràng, đám cưới miền Tây, đám cưới miền Tây vui thiệt là vui, hai bên mừng xuôi chúc nhau tiếng cười. Đám cưới miền Tây đưa rước dâu bằng xuồng ba lá, trầu cao mâm quá cô bác họ hàng không thiếu một ai. Ơi vui quá là vui, vui thiệt là vui, rượu nồng càng ly ta chúc nhau mừng đôi duyên mới, trăm năm hạnh phúc bền như dây ngấu trọn đời bên nhau. Đám cưới miền Tây ô thiệt là hay, đám cưới miền Tây gái trai sum vầy,
đám cưới miền Tây quê tôi đây tuyệt vui biên mấy. Cô ba anh vái hát câu sâm dày đám cưới miền Tây. Đám cưới miền Tây vui thiệt là vui, đám cưới miền Tây trong nhà tưng bừng, đám cưới miền Tây quê tôi đây thiệt vui biên mấy, đàn trống tưng bừng rộn ràng đám cưới miền Tây. Đám cưới miền Tây vui thiệt là vui, hai bên mừng xuôi chúc nhau tiếng cười. Đám cưới miền Tây đưa rước dâu bằng xuồng ba lá, chầu cao mâm quá cô bác họ hàng không thiếu một ai. Ơi vui quá là vui, vui thiệt là vui, rượu nồng càng ly ta chúc nhau mừng đôi duyên mới, trăm năm hạnh phúc bền như nhau ngấu trọn đời bên nhau. Đám cưới miền Tây ô thiệt là hay, đám cưới miền Tây gái trai sum vầy, đám cưới miền Tây quê tôi đây thiệt vui biên mấy. Cô ba anh bái hát câu sum vầy đám cưới miền Tây. Đám cưới miền Tây quê tôi đây thiệt vui biết mấy. Cô ba anh bái hát câu sum vầy đám cưới miền Tây. Thật là hiền, trao bông
dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà
có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền, ôi một thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoài ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh sẽ về thăm
ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương nhau bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nỗi ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi bụi trao cây và hồi bụi cao, con chim manh manh hót câu tình tư. Một vầng trăng in bên lên bên em, một dàn đầy hoa tím lý em về. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàn tay bát nhát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp mai cũng mừng, gặp mai cũng chào. Trôi